hơi tối. Không sao, đúng không ạ? Em chào cả nhà nhá. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin được cảm ơn toàn thể các bác, các chú, các anh, các chị trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn quan tâm, tin yêu và ủng hộ các bác nhá. Và thưa các bác của anh em thân mến, là ở xa thì phục vụ các bác của anh em rất nhiều, nhưng ở gần thì sao? Thì xin được chia sẻ với các bác, đó là bột chùa nhà vẫn thiêng lắm các bác ạ. Em lắp cho anh chị anh Duy nhỉ, đúng không? Em lại cứ nhập anh Duy là em của anh Du nhá các bác nhá. Anh Duy đây ạ. Cảm ơn anh Duy rất nhiều nhá. Vâng ạ, 27 224 đúng không? Bây giờ là cuối 24 đầu 25 rồi. Trung bình là 27 bây giờ là 8 năm đúng không ạ? Đấy, trung bình là 7 năm 8 năm một bộ. Một bộ thì từ năm 2017 thì em sẽ về lau chùi, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra lại, sau đó là sẽ lắp cho bố vợ anh Du cả nhà nhá. Đấy các bác ạ, cứ biếu bố vợ một bộ của mình đang dùng thì lại sắm một bộ mới ngay đúng không ạ? Không cần phải đợi nó hỏng đâu ạ. Và xem video này thì có chú Khuê ở dưới Hải Phòng nhá. Vâng ạ, chú Khuê Hải Phòng và tất cả các anh em đang dùng những bộ của em từ những năm 16, 17, 18, 19 đúng không ạ? Cứ biếu bố vợ đúng không ạ? Rồi lại sắm bộ mới tại shop em nhá. Xin được chia sẻ với cả nhà, bộ combo này có giá tổng là 46 triệu đồng. Em xin được giới thiệu và báo giá với cả nhà từng thiết bị, sau đó sẽ test chất âm cả bạn nhá. Hơi tối một chút mong cả nhà thông cảm. Đầu tiên đó là đôi loa B3 hàng bãi xịn chính hãng đến thương hiệu của Đức. Đôi loa B3 Beta 3 Milalo Ultraman bát 30 và thùng gỗ. Đôi này sử dụng là bát tép Sittering, giá 16 triệu 500 ngàn đồng. Một quả súp hơi Eric bát 40 từ 220 qua 100 hàng bãi xịn chính hãng thương hiệu của Đức, giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Thùng gỗ cả nhà nhé, loa thùng gỗ để rất yên tâm ạ. Tiếp theo đây là bộ ngoài cả nhà nhé, em mời cả nhà tham khảo. Với tất cả những sản phẩm cả nhà đã tham khảo giá rồi, em giới thiệu để cả nhà liên tục có thể cập nhật được cái giá thôi ạ. Mic các bác nhé, 6 số tự ngắt giá 3 triệu 500, G500 Plus 3 triệu 500, vang Aslay D900 giá 6 triệu 500, quản lý nguồn Aslay P20 Luxury 2 triệu 2, hiện tại đang để cho anh chị có 2 triệu này. Chiếc đẩy Aslay T410 10 triệu 8, quả súp này anh chị ở gần nhà thì để cho anh chị với giá có 6 triệu thôi, giảm 500. Và bộ này thì hiện tại là em miễn phí lắp đặt. Đấy, như cả nhà đã biết là tất cả những bộ combo em lắp đặt thì nó thêm cái phí vận chuyển và lắp đặt đúng không ạ? Nhưng bộ này thì không các bác nhá. Tặng anh chị dây loa cáp to các bạn, dây cáp đồng. Đấy, tặng nha các bác nhá. Ok chưa? Đấy, những gì em khuyến mại và em tặng thì em xin được giới thiệu. Ok, các bác thân mến, là các bác có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh và các set combo thì cứ liên hệ cho em nhé. Ở xa thì em test, em gửi đến tận nhà cho các bác và toàn thể quý anh chị em. Các bác chỉ cần cắm dây điện, cắm dây loa là nó chắc chắn sẽ chạy. Đấy, rất dễ sử dụng. Hoặc các bác sẽ đến shop giao lưu với em nhé. Em sẽ test các combo và các bác trở về cũng đảm bảo cắm điện nó sẽ chạy. Còn các bác có nhu cầu, đúng không ạ? Em sẽ trở đến tận nhà lắp đặt và set up cho các bác và toàn thể quý anh chị em, nó sẽ thêm phí vận chuyển và lắp đặt cả nhà nhé. Bộ này em giới thiệu lại là 45 triệu 800, gọi là 46 triệu đồng các bác nhé. Đang có một anh đang tham khảo bộ này trên Zalo của em. Vâng ạ, và một lần nữa xin được nhấn mạnh với cả nhà là có rất nhiều các chú, các bác, các anh bảo là mua từ năm 2017 giờ nó chưa hỏng, thì có một cách rất là tốt đúng không ạ, sẽ biếu bố vợ bộ đó đấy và sắm bộ mới. Đấy, cái này rất hay. Và em xin phép chia sẻ cả nhà là hôm nay em cũng mất tiếng rồi. Đấy, nhưng mà vẫn cứ xin được nghêu ngao một đoạn để test chất âm của combo với loa Đức các bác nhá. Vâng ạ, và hôm nay cũng hơi tiếc một chút các bạn. Đó là có nghĩa là hôm 6 bữa cỗ, hôm không bữa nào các bạn. Hôm nay thì rất nhiều các bữa cỗ nhưng mà đều từ chối hết ạ. Đấy, hôm nay là ngày đại đoàn kết toàn dân đúng không ạ? Các khu dân cư đều tổ chức cỗ nhưng mà em không dự tiệc ở đâu cả, tiếc quá. Vâng ạ, hôm nay thì có rất nhiều những bữa tiệc đúng không ạ? Ngày mai chưa có các bạn. Ok, hôm nay là chủ nhật cả nhà nhá. Hôm nay chủ nhật là ngày 17 tháng 11 rồi đúng không ạ? Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm alo em nhá. Xin mời cả nhà. Em xin test một đoạn. Vâng. Wow, tiếng hay quá. Is okay. Đấy các bạn ạ. Chỉnh là tiếng mic hát rất là nhẹ, hát bay
em cho đủ một cho anh em ca hát. Và em chỉ là 5 triệu hát cả nhà nhé. Đấy, các bác có một bộ rồi mà dùng mãi chưa hỏng. Những bộ combo mua của em luôn đấy ạ. Dùng lâu quá chưa hỏng, cứ biếu bố vợ cả nhà nhá. Cứ biếu bố vợ là mua bộ mới luôn. Cách đây khoảng độ 6, 7, 5, năm 2017 anh Duy có mua tại shop em một bộ hơn 20 triệu. Bây giờ bộ này là 46 triệu. Em cho to đi nữa cả nhà nhá. Em thích hát phải lớn. Vâng ơi, cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi không ngờ. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng em, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có câu anh chờ lẻ loi tôi đang ngóng chờ, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Ok rồi, rất cảm ơn cả nhà nhá. Và 5 chế độ hát em đang để chế độ hát, em đang hát chế độ 2, chế độ hát chuyên nghiệp. Vâng ạ, chỉnh cho cả nhà 1 2 3 4 5. Chế độ 1 là hát dễ, 2 chuyên nghiệp, 3 chuyên nghiệp, 4 echo, 5 hát dì vật cả nhà nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn nữa xin được gửi lời cảm ơn, và cả nhà nhu cầu mua sắm thì hãy gọi điện liên hệ trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn cả nhà. Em xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác cô như anh em ở một clip tiếp theo ạ.